Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định diễn ra an toàn về mọi mặt. Tuy nhiên, có 25 thí sinh vắng mặt. Phản ánh của khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Đoàn viên thanh niên đội tiếp sức mùa thi trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã chuyển hàng ngàn suất cơm miễn phí đến tay các sĩ tử Bình Phước trong mùa thi trung học phổ thông năm nay. Chia sẻ của khán giả Lê Thanh Hà có số điện thoại 0883 3 số cuối 233. Phản cảm hình ảnh nữ công nhân đu bám trên xe thu gom rác lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Tình trạng những khu rừng ngập mặn tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bị người dân tàn phá để làm đìa nuôi tôm vẫn liên tục diễn ra đáng phải báo động. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Nước sông Tiền bắt đầu chuyển màu đục đỏ, báo hiệu lũ sắp về. Ghe cáo đánh bắt của người dân bắt đầu hoạt động tấp nập. Phản ánh của khán giả Thạch Đăng Long có số điện thoại 0982, 3 số cuối 288. Thưa quý vị, cùng với cả nước, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, toàn tỉnh Nam Định có 33 điểm thi với tổng số 798 phòng thi và 18.697 thí sinh đăng ký dự thi. Theo thông tin của ngành giáo dục tỉnh Nam Định, thì kỳ thi năm nay tất cả các điểm thi trong toàn tỉnh đã diễn ra an toàn về mọi mặt. Tuy nhiên, có 25 thí sinh vắng thi theo danh sách tổng hợp báo cáo đăng ký. Khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950 có mặt ghi nhận không khí thi trung học phổ thông tại địa phương. Mời quý vị cùng theo dõi. Cụ thể, tỉnh Nam Định có 3.416 thí sinh dự thi, chỉ để xét công nhận tốt nghiệp. 14.842 thí sinh dự thi, vừa để xét tốt nghiệp, vừa để xét tuyển đại học cao đẳng. Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng nhất là 35 nguyện vọng. Theo đó, hội đồng tổ chức coi thi ở 33 điểm thi là trường trung học phổ thông tại 10 huyện, thành phố ở trong tỉnh. Có hơn 1.900 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông đạt điểm thi, giả soát, kiểm tra hệ thống camera giám sát 24 giờ mỗi ngày tại phòng bảo quản đề thi, chủ động phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể trong việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo triển khai tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh được thuận lợi nhất. Do kỳ thi rơi đúng vào dịp dịch Covid-19 quay trở lại, nên hầu hết các điểm thi đều tuân thủ các quy định phòng dịch. Tất cả học sinh, giáo viên cho đến hội đồng coi thi đều được sát khuẩn khử trùng, đeo khẩu trang trước khi vào công trường. Ghi nhận thêm, khán giả Minh Vũ cũng cho biết, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tỉnh Nam Định tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho thí sinh, đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi này. Được biết, sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Ban chấm thi tổ chức chấm thi tại trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tổ chức chấm bài thi từ ngày 11 tháng 8 và xong trước ngày 27 tháng 8, công bố kết quả thi vào ngày 27 tháng 8 năm 2020. Còn tại Hà Tĩnh, năm nay có hơn 15.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2019-2020. Công tác phòng dịch COVID-19 được các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm ngặt với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19, tránh dịch lây lan trên diện rộng, phòng chống dịch trong tổ chức kỳ thi, tất cả các thí sinh ở 35 điểm thi các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đều đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt.
Trước đó, tại các hội đồng thi ở các địa phương trong tỉnh, các em đã thực hiện việc khai báo y tế khi làm các thủ tục dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vì thế, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh. Các điều kiện về y tế đã được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng để phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, thí sinh tại các điểm thi. Ngoài 696 phòng thi chính thức, hơn 100 phòng chờ cho các thí sinh. Ban chỉ đạo kỳ thi ở tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bố trí hơn 100 phòng thi dự phòng, phòng cách ly tại 35 điểm thi ở các địa phương trong tỉnh để chủ động trong các tình huống đột xuất. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục, các ngành liên quan và chính quyền địa phương cũng đã phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, bố trí lực lượng, tập trung mọi điều kiện tốt nhất để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối về sức khỏe, nghiêm túc của một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầy biến động. Thưa quý vị, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thi thì những hoạt động tiếp thêm phần sức mạnh cho các sĩ tử luôn diễn ra háo hức. Mùa thi trung học phổ thông năm 2020, trước sự khó khăn chồng chất do đại dịch COVID-19, những suất cơm, chai nước suối còn mang thêm nhiều ý nghĩa hơn. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của khán giả Lê Thanh Hà, có số điện thoại là 0883 3 số cuối 233 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Mời quý vị cùng theo dõi. Dưới cái nóng oi bức, từng hộp cơm, chai nước được các tình nguyện viên chuyển tay nhau và trao tận tay các thí sinh, phụ huynh đang chờ đến giờ thi chiều. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thi là những đội nhóm tình nguyện như thế này lại háo hức hoạt động. Từ việc tổ chức nấu cơm cho đến mang cơm đi phát tại các điểm thi. Đặc biệt năm nay, trước sự khó khăn chồng chất do đại dịch COVID-19, hoạt động này mang nhiều ý nghĩa hơn. Do cái tình hình chung của cả nước cũng như là thế giới thì đang vào mùa dịch á, thì cái chương trình năm nay cũng được Trung tâm Y tế thành phố hỗ trợ là tập huấn y tế cho tất cả các tình nguyện viên tham gia phục vụ trong cái đợt này. Ngoài ra thì cũng tổ chức là phát khẩu trang miễn phí cho tất cả các tình nguyện viên, rồi tuyên truyền đến tất cả mọi người là rửa tay trước khi vào phục vụ các suất ăn và bịt khẩu trang trong ta suốt thời gian tham gia chương trình. Trong ngày thi đầu tiên ngày 9 tháng 8, cùng với đội ngũ đoàn viên thanh niên đang tham gia tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, gần 50 đoàn viên thanh niên của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, giáo viên và các tình nguyện viên đã cùng nhau chuẩn bị hàng ngàn suất cơm miễn phí cho các sĩ tử sau khi thi xong môn ngữ văn buổi sáng, chuẩn bị cho môn toán chiều cùng ngày. Em thấy thì đang trong tình hình khó khăn như dịch Covid hiện nay á, thì em thấy mỗi suất cơm như chúng ta đang có hiện nay á, thì em thấy rất là ấm áp và cũng như là kiểu như là tiếp sức được cái động lực của cho tất bạn thí sinh sĩ tử thi trong cuộc thi khó khăn ngày hôm nay. Để tiếp sức cho các thí sinh, tỉnh đoàn Bình Phước cùng các trường học đã thành lập 41 đội tình nguyện với gần 600 tình nguyện viên hỗ trợ tại 26 điểm thi trên toàn tỉnh. Rồi đi vô đi em, lấy xong rồi đi vô thôi. Trong 2 ngày thi, các điểm thi đã cấp phát gần 25.000 chai nước, hơn 3.000 suất ăn sáng và trưa, 5.000 khẩu trang y tế, 4.500 hộp sữa, 237 chỗ ở, 150 chai nước rửa tay, 850 bộ dụng cụ thước, viết, tẩy xóa cho các thí sinh dự thi và người nhà. Đâu rồi?
Vào sáng ngày 9 tháng 8, một người dân đã ghi lại cảnh chiếc xe thu gom rác thải đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phía sau xe có 4 công nhân nữ đang lắc lư đu bám hai bên thành xe thu gom rác thải, tiềm ẩn nguy hiểm về an toàn giao thông. Khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 3 số cuối 199 cho biết, chiếc xe thu gom rác thải mang biển kiểm soát 38C13865 đang lưu thông theo hướng Bắc Nam. Phía sau, 4 nữ công nhân đứng bám vào hai bên thành xe là của Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nguyên Đạt do tài xế Lê Công Tuấn, sinh năm 1994, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, là lái xe thu gom rác của Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nguyên Đạt điều khiển. Theo khán giả này, việc để các công nhân đu bám sau xe khi xe đang lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đội cảnh sát giao thông phía Nam thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với tài xế Lê Công Tuấn, lái xe thu gom rác để 4 nữ công nhân đu bám sau xe khi lưu thông trên quốc lộ 1A, tiềm ẩn nguy hiểm về an toàn giao thông. Chuyển sang một thông tin khác. Từ lâu trên đường Hoa Lư, đoạn gần Hoa Viên Hoa Lư thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hình thành bãi đậu ô tô tự phát gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương. Dù người dân có nhà ở khu vực này đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý việc đậu xe bừa bãi. Tuy nhiên, mọi việc thì vẫn đâu vào đó. Nội dung phản ánh này được khán giả Ngọc Vân có số điện thoại 0388 3 số cuối 113 gửi đến chương trình cùng với đoạn clip sau đây. Vào mỗi buổi chiều, trên đoạn đường dài hơn 50 mét, hàng chục ô tô tải, ô tô khách và cả ô tô con đậu tràn lan dưới lòng đường. Thậm chí, khi lòng đường đã hết chỗ, một số chủ phương tiện còn ngang nhiên đậu xe trên vỉa hè đã được lát gạch lọc. Được biết, nơi hình thành bãi đậu ô tô tự phát có khúc cua dài hơn 50 mét và tiếp giáp với khu vực ngã ba tại Hoa Viên Hoa Lư, nên lòng đường rất rộng. Thời gian gần đây, khu vực khúc cua được phân luồng, các phương tiện rất ít lưu thông và đến nơi này đã trở thành một bãi đỗ xe tự phát. Trước tình hình diễn biến ngang nhiên và tự tác theo ghi nhận, đến nay tình trạng đỗ xe tại đường Hoa Lư vẫn còn liên tiếp diễn ra. Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân phường Đống Đa và các ngành chức năng liên quan kiên quyết xử lý dứt điểm bãi đỗ xe nêu trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự, mỹ quan đô thị và đồng thời bảo vệ chất lượng cơ sở hạ tầng đô thị của Quy Nhơn. Những năm qua, tình trạng người dân địa phương cùng người dân các nơi khác đến đã tàn phá khu rừng ngập mặn tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để làm đìa nuôi tôm hoặc là xây nhà, lấn biển liên tục xảy ra. Theo khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904 3 số cuối 914 thì đáng báo động tình trạng này tiếp tục gia tăng mà không hề được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, gây không ít hệ lụy. Đây là những khu rừng ngập mặn tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, là khu rừng bần cổ thụ quý hiếm, được xếp vào hàng cây di sản Việt Nam do thích nghi với gió xoáy, với nước mặn, có chức năng bảo vệ bờ ven biển trên tuyến đường từ Cổ Mã đi Đầm Môn, cũng như bảo vệ môi trường sinh thái cho các khu dân cư của thôn Tuần Lễ. Thế nhưng những năm qua, tình trạng người dân địa phương cùng người dân ở nơi khác đến đã tàn phá khu rừng ngập mặn này để làm đìa nuôi tôm hoặc xây nhà lấn biển liên tục xảy ra. Với những con đường đất đắp chi chít chạy ngang chạy dọc, xé nát các khu rừng, khiến cho nhiều khu rừng bị băm nát, những cây bần hàng trăm năm tuổi giờ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Và hiện những khu rừng ngập mặn còn lại cũng đang tiếp tục bị tàn phá và có nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn. Thay vào đó là những đìa tôm mênh mông trải dài hàng mấy cây số. Tình trạng phá rừng ngập mặn như trên phải báo động, vì khi rừng ngập mặn không còn sẽ đe dọa trực tiếp đến vùng đất của xã Vạn Thọ, nhất là thôn Tuần Lễ và tuyến đường đi Đầm Môn của huyện Vạn Ninh trong mùa mưa bão sắp tới. Thưa quý vị, 10 năm qua,
kể từ khi đi vào khai thác mỏ đá trên núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh đã gặp nhiều phản ứng từ nhân dân trong vùng. Bởi theo người dân địa phương, núi Nam Giới là địa danh nổi tiếng của Hà Tĩnh, nơi có di tích lịch sử đền thờ Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi. Bên cạnh đó, khu vực khai thác nằm sát lạch Cửa Sót, nơi có nhiều thuyền bè của ngư dân hoạt động. Theo khán giả Phạm Văn Đức có số điện thoại là 0341 3 số cuối 634 thì sau thời gian dài khai thác mỏ đá đã để lại nhiều hệ lụy bất cập. Mỏ đá núi Nam Giới nằm sát lạch biển vào cảng cá Thạch Kim. Việc khai thác khoáng sản được coi là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng bồi lắng tại đây. Đặc biệt, hoạt động nổ mìn còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân đánh bắt thủy sản hoặc lưu thông trong khu vực. Đứng từ cảng cá Thạch Kim, có thể nhận thấy cảnh quan của núi Nam Giới bị tàn phá nghiêm trọng. Ô nhiễm môi trường, màu đá thạch hải. Khi khai thác, gió biển mang bụi đá vào đất liền, gây ô nhiễm môi trường sống của người dân. Ngoài ra, việc nổ mìn thường xuyên trong khai thác cũng gây nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, lao động của người dân. Theo phản ánh của một số ngư dân khi lưu thông trên lạch để vào cảng cá, một số lần họ gặp cảnh nổ mìn khai thác đá. Mỗi lần như vậy, rất nhiều viên đá nhỏ bị bắn xuống biển và rơi lên thuyền. Mặc dù chưa có ngư dân nào bị thương, nhưng đã làm hư hại đến phương tiện. Được biết, mỏ đá núi Nam Giới được cấp phép cho Công ty Cổ phần Xây dựng 1 lần đầu vào năm 2008 với diện tích là 7,3 ha. Đến tháng 4 năm 2011, doanh nghiệp được cấp phép lần 2 và điều chỉnh tổng diện tích lên 14,3 ha với thời hạn là 20 năm. Lần điều chỉnh cấp phép khai thác tháng 4 năm 2014 đã rút ngắn thời gian khai thác xuống còn 15 năm, diện tích cho thuê đất là 7,3 ha. Được biết, với những sai phạm và ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt thanh kiểm tra hoạt động khai thác đá của Công ty Cổ phần Xây dựng 1. Doanh nghiệp khai thác đã có hàng loạt lỗi vi phạm nghiêm trọng như là xây dựng, lắp đặt các hạng mục của khu gia công chế biến đá xây sai mặt bằng quy hoạch được phê duyệt, tự ý san lấp, lấn chiếm đất để xây dựng các công trình phục vụ chế biến đá khai thác trên diện tích mỏ chưa được cho thuê đất. Và nghiêm trọng nhất là doanh nghiệp không thực hiện các nghĩa vụ tài chính bắt buộc, trong đó chưa có ký quỹ môi trường với số tiền là gần 1,4 tỷ đồng, chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gần 1,7 tỷ đồng, chưa đóng thuế tài nguyên hơn 2,5 tỷ đồng, nợ phí bảo vệ môi trường là gần 800 triệu đồng. Sai phạm cũng đã rõ, tuy nhiên theo người dân thì không hiểu tại sao đến nay mỏ đá vẫn hoạt động, gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của họ. Thưa quý vị, thời điểm này nước trên sông Tiền đã bắt đầu chuyển màu đục đỏ ngầu, báo hiệu mùa lũ sắp về. Đây cũng là lúc cá từ thượng nguồn theo dòng nước đổ về các nhánh sông Mekong nên hoạt động đánh bắt cá diễn ra tấp nập. Nhiều ngư dân kinh nghiệm cho biết lượng cá đánh bắt được năm nay trên các nhánh sông giảm rất nhiều so với các năm trước. Không những giảm về số lượng cá mà hoạt động câu, lưới của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn bởi sự tranh giành của các ghe cào điện, hoạt động đánh bắt cá trái phép bằng dụng cụ, thiết bị điện mang tính tận diệt nguồn lợi thủy sản. Hiện mỗi ngày trên tuyến sông Tiền tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, mỗi đợt có từ 3 đến 5 chiếc ghe cào điện nối đuôi nhau đánh bắt cá bằng thiết bị điện. Các ghe cào điện này không chỉ tận diệt nguồn cá trên sông mà tác động trực tiếp đến nguồn thu nhập của người dân hành nghề câu lưới. Gần đây, số lượng người hành nghề câu lưới giảm rõ rệt vì không còn đánh bắt được cá nhiều như trước do hoạt động của ghe cào điện. Còn tại Nha Trang, vào mùa này, sau những ngày mưa lớn, nhiều người dân Nha Trang đã lên cây cầu Hà Ra trên đường 2 tháng 4 để câu cá đối. Và điều thú vị là mồi câu ở đây chỉ toàn bằng bột mì. Khán giả Nguyễn Thị Thiện có số điện thoại 0989 3 số cuối 789 cho biết, việc câu cá bằng bột mì có thể lạ lẫm với nhiều người, nhưng đây là thú vui mà người dân Nha Trang áp dụng nhiều năm nay khi câu cá giải trí và chỉ dùng riêng cho cá đối. Với lọ đựng bột mì mang theo, người câu múc bột cho vào cái chai nhựa đã cắt ngang phần đầu, sau đó lắc chai cho đều và thả xuống sông.
Do chai nhựa đã cột sẵn hai phao nhỏ ở hai đầu nên khi thả xuống chai nhựa nằm ngang với mặt nước, cá đối theo dòng chảy khi thấy bột mì liền chui vào chai mà bị dính mùi. Cá đối bị dính câu với đủ kích cỡ tùy theo chai lớn nhỏ, có người vừa thả chai xuống chỉ vài giây sau là dính cá. Mùa mưa lượng cá khá nhiều nên người câu phải vừa nhanh nhẹn thay bột mì để thả xuống, vừa bắt cá thả vào xô tạo nên bầu không khí khẩn trương nhộn nhịp. Đây là cách câu cá đối độc đáo mà người dân Nha Trang lan truyền cho nhau để cứ vào tháng 8 mỗi năm, khi từng đàn cá đối bơi ngược dòng con sông Cái để ra biển, thì cũng là lúc nhiều người dân kéo ra cầu Hà Ra dùng bột mì để câu cá đối. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Cùng với cả nước, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, toàn tỉnh Nam Định có 33 điểm thi với tổng số 798 phòng thi và 18.697 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi năm nay tại Nam Định được đánh giá là an toàn, có 25 thí sinh vắng mặt theo danh sách tổng hợp báo cáo đăng ký. Phản ánh của khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 và số cuối 950. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thi, những hoạt động tiếp thêm phần sức mạnh cho các sĩ tử luôn diễn ra hào hức. Mùa thi trung học phổ thông năm 2020, trước sự khó khăn của đại dịch Covid-19, những suất cơm, chai nước suối còn mang thêm nhiều ý nghĩa hơn. Năm nay, tỉnh đoàn Bình Phước cùng với các trường học đã thành lập 41 đội hình tình nguyện với gần 600 tình nguyện viên hỗ trợ tại 26 điểm thi trên toàn tỉnh, hoạt động hết công suất trong hai ngày thi. Chia sẻ của khán giả Lê Thanh Hà, số điện thoại 0883 3 số cuối 233. Sáng ngày 9 tháng 8, một người dân đã ghi lại cảnh chiếc xe thu gom rác thải đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận của xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phía sau xe có 4 công nhân nữ đang lắc lư đu bám hai bên thành của xe thu gom rác thải này, tiềm ẩn nguy hiểm về an toàn giao thông. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đội cảnh sát giao thông phía Nam thuộc phòng cảnh sát giao thông quan tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với tài xế xe rác này. Phản ánh khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 và số cuối 199. Từ lâu trên đường Hoa Lư, đoạn gần Hoa Viên Hoa Lư thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hình thành bãi đậu ô tô tự phát, gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương. Dù người dân có nhà ở khu vực này đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn xử lý việc đậu xe bừa bãi, tuy nhiên mọi việc vẫn đâu vào đó. Phản ánh của khán giả Ngọc Vân, số điện thoại 0388 3 số cuối 113. Những năm qua, tình trạng người dân địa phương cùng với người dân các nơi khác đã đến tàn phá khu rừng ngập mặn tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để làm đìa rìa nuôi tôm hoặc xây nhà lấn biển liên tục xảy ra. Tình trạng phá rừng ngập mặn như trên đáng báo động vì khi rừng ngập mặn không còn sẽ đe dọa trực tiếp đến vùng đất của xã Vạn Thọ, nhất là thôn Tuần Lễ và tuyến đường đi Đầm Môn của huyện Vạn Ninh trong các mùa gạo sắp tới. Khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 và số cuối 914 đã ghi nhận gửi phản ánh về cùng chương trình. Mười năm qua, kể từ khi đi vào khai thác mỏ đá trên núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, Thạch Hà của Hà Tĩnh đã gặp nhiều phản ứng từ nhân dân trong vùng. Bởi theo người dân địa phương, núi Nam Giới là địa danh nổi tiếng của Hà Tĩnh, nơi có di tích lịch sử đền thờ Chiêu Trưng Đại Vương Liêu Khôi. Bên cạnh đó, khu vực khai thác nằm sát của lạch Cửa Sót, nơi có nhiều thuyền bè của người dân hoạt động. Sau thời gian dài khai thác, mỏ đá đã để lại nhiều hệ lụy bất cập. Phản ánh của khán giả Phạm Văn Đức, số điện thoại 0341 3 số cuối 634. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.